Hello, em xin chào các bác, các anh em nghệ nhân yêu thích bộ môn chim chầu mào. Và hôm nay em làm clip này em muốn gửi đến một số kinh nghiệm cho những anh em nào mà vừa mới tham gia bộ môn này, hoặc là những anh em mà đã chơi rồi nhưng mà vẫn chưa đúc rút được kinh nghiệm. Thì hôm nay em xin gửi đến cái kinh nghiệm của em về vấn đề là thuần hóa một chú bổi hay là gọt một chú bổi như thế nào, làm như thế nào để mà mình thuần hóa được một chú chim bổi mà không có phát sinh ra những cái tật lỗi ngoài ý muốn, như là sau này con chim nó xuống bố rồi nó nhảy nóc, bám nóc, ngoái lộn vân vân. Thì hôm nay em muốn chia sẻ kinh nghiệm này đến cho anh em để anh em có thêm được cái chút kinh nghiệm để mình khi mình thuần hóa con chim mình được ok hơn. Thì trước hết thì em xin nói về cái vấn đề là cái lồng ép mọc như thế nào và mình phải bố trí cầu như thế nào để nó hạn chế những cái tật lỗi. Đối với những cái lồng 15 nan thì anh em nên bỏ một cầu thôi, bỏ một cầu. Còn đối với những cái lồng 17 nan thì anh em bỏ hai cầu thẳng. Mình chỉ dùng cầu thẳng, không có dùng cầu gốc và cầu phù trong cái thời gian thuần hóa của chim bổi nha anh em, tại vì bỏ cầu phù vào nó sẽ sinh tật lỗi là ngoái. Còn áo lồng thì mình nên dùng cái áo lồng với chất liệu vải dày để con khi mà mình viền áo thì con chim mới nhìn ra, nó không thấy được mình, và khi mình mở áo thì con chim nó mới thấy. Còn những cái áo mỏng quá thì khi mà con chim nó nhìn ra nó thấy mình thì nó cũng sẽ sinh ra cái tật lỗi là ngoái. Rất là nhiều cái trường hợp như vậy nó xảy ra. Và cái vấn đề nữa là treo lồng ở vị trí như thế nào là gọi là thích hợp. Các bạn không nên treo lồng ở vào những cái nơi mà có góc chữ A của nhà, có nghĩa là hai cái góc tường như này đấy, treo vị trí này thì không nên. Tại vì khi mà mình treo ở vị trí này thì mình buộc mở áo ở cái mặt ngoài, thì khi mà mình mở áo ra hai bức tường này nó bí, thì mình cái lúc mà mình đi tới thì con chim nó sẽ bị ngoái. Mà một cái trường hợp nữa là các bạn không treo chim ở dưới bóng điện, bóng đèn đấy. Khi mà các bạn bật đêm hay là gì đó, là các bạn bật bóng đèn lên thì con chim của các bạn nó cũng nhìn cái bóng đèn mà nó sẽ bị ngoái. Và một cái trường hợp nữa là các bạn không nên treo chim ở cao quá đầu người, có nghĩa là các bạn khi các bạn treo con chim lên trên cao rồi những người đi tới như này thì con chim của bạn nó sẽ có quan tính, nó buộc sẽ bay lên trên, nó bay lên nóc hoặc là nó bay lên trên kia, và cái phản xạ nó là nó sẽ ngoái lại, nó nhìn mình có thể có tấn công nó hay không thì con chim của các bạn cũng sẽ bị ngoái. Đấy là những cái trường hợp mà nó có thể là gây ra tật lỗi cho con chim của các bạn. Và đối với để thuần hóa một con chim mà có một cái tật lỗi nữa là xuống bố, thì các bạn nên khi mà mình thuần hóa một con mọc thì mình nên căng dây ở dưới luôn để tránh cái tình trạng sau này nó sẽ nhảy xuống bố. Và như vậy thì việc bố trí cầu, áo lồng và cái vị trí treo lồng như thế nào để nó hạn chế được cái tật lỗi là cái điều mà quan trọng nhất. Mà bây giờ mình thuần hóa con chim như thế nào? Đối với con chim chầu mào, nó rất là thân thiện với con người mình luôn, nên là mình thuần hóa như thế nào nó để cho nó ok. Cái quan trọng nhất là cái sự tiếp xúc và chăm sóc nó giữa nó và các bạn. Nếu như các bạn hàng ngày các bạn tiếp xúc với nó nhiều, hay cho nó ăn, hay di chuyển vị trí treo lồng của nó, thì nó sẽ thân thiện và nó sẽ ok, nó gần gũi với mình mà mình không tác hại đến nó thì nó sẽ ok. Và cái vấn đề nữa là khi mà một con mọc mới đem về thì mình bảo bố trí cầu lồng như nãy giờ mình nói rồi, thì mình nên mở áo nhỏ thôi, mở áo chữ A. Nếu như một khóa thì các bạn kéo hai khóa ra, còn một khóa thì các bạn kéo khóa ra và vén ra hình áo chữ A. Mình mở dần chứ không phải là cứ hôm nay mình mở, ngày mai mình mở ra to hơn. Mà ví dụ như tuần này mình mở ra chữ A này, tuần sau mình mở to lên chút xíu, rồi tuần sau nữa mình to lên chút xíu nữa. Cái gì nó cần có thời gian các bác ạ, chứ không phải là các bác cứ ép nó là được, ép nó là hư hết. Nên là cái gì mà cần có thời gian, mình chỉ cần tiếp xúc với nó, cho nó ăn uống hàng ngày, hay di dời lồng, treo vị trí lồng mà mình không tác hại đến nó thì nó sẽ ok. Và một vấn đề nữa, các bạn
nhà các bác nào mà ở cái lối nào mà có nhiều người ra vào ấy thì các bác treo cái vị trí đó, thì khi mà mình đi ra đi vào, người ra đi vào nhiều thì nó sẽ tiếp xúc nhiều, nhưng mà nó cảm thấy được là người đi qua đi về tiếp xúc nó nhưng mà không làm hại đến nó thì dần dần nó sẽ quen với con người và con chim nó sẽ ok hơn. Còn một số bác là lại có một cái cách thuần khác là các bác lại đi bỏ đói con chim, bỏ đói con chim lại cho nó đói, lúc đấy nó bay không nổi nữa, các bác mới đốt cho nó ăn. Đốt cho nó ăn là các bác thấy thì nó đói quá nó buộc phải ăn thôi, không ăn thì nó chết. Giữa cái chết và sự sống thì nó chọn cái sống, không bao giờ nó chọn cái chết. Bởi vậy khi các bác đốt ra đến qua nó ăn, qua nó ăn, nhưng mà các bác cứ cầm chừng dài như vậy để mà thuần hóa nó thì sau này con chim nó sẽ bị suy. Và thứ hai nữa là cái tình yêu mà mình dành cho con chim đấy, mình đối xử với nó như vậy thì không khác gì một tù nhân, mà sau này con chim nó đã suy rồi thì nuôi rất lên là rất là khó lên. Và có một số bác thì lại đi cắt cấn. Bây giờ mình hỏi các bạn này, bây giờ mình tuyển thì đương khi nào mình tuyển một con chim nó bóng bộ tốt chất là cái đầu tiên, thứ hai nữa là nó phải đẹp, lông lá nó ok. Giờ các bác về các bác cắt hết lông của nó, rồi khi các bác thò tay vào các bác bắt nó ra, các bác cắt lông của nó thì nó đã hoảng một phần rồi, bây giờ các bác cắt lông của nó nữa thì mất đi cái vẻ đẹp của con chim. Mà chưa chắc các bác cắt lông đi của nó đi thì nó mà nó mà các bác là thuần được nó đấy, các bác sai lầm đấy. Cái kinh nghiệm của mình là mình sai là như vậy. Mình dùng dùng cái mối thân thiện của mình với con chim mình để mình thuần hóa, thì mình không dùng những cái cách như là mình bỏ đói con chim và mình cắt lông một con chim. Là như vậy là mình thấy không xứng với cái từ là nghệ nhân yêu thích con chim mà của mình mà đem đi làm như vậy, yêu thích con chim của mình mà đem đi bỏ đói nó, phải ăn yêu thích con chim của mình mà đi cắt lông của nó. Thì cái vấn đề đó thì với mình thì mình không có chấp nhận được. Và khi mà các bạn cắt lông của nó đi, hiểu không, các bạn cắt lông của nó đi thì con chim của bạn là hai biệt rất sung bố này, thứ nhất này, hai nữa là khi mà cái sự phản kháng của nó không còn nữa thì nó sẽ sinh ra tật lỗi. Nên là đừng có nghĩ là cắt lông của nó đi là nó sẽ ok, mà các bạn thuần nó như thế nào, bố trí cầu. Các bạn nên nhớ là thuần một con chim mọc là cái cách bố trí cầu ở trong lòng là cái thứ nhất, cái thứ hai là vị trí treo, cái thứ ba nữa là mình tiếp xúc nhiều với nó thì nó mới ok. Tại vì sao một số bác thuần con chim mà mình thấy cũng dạn lắm, nhưng thực chất nó mất sức, nó kiệt sức chứ không phải là nó dạn. Còn một như mà đem con chim đấy ra là không chơi, nhưng mà một số anh em người ta thuần cái cách mà người ta tiếp xúc nhiều với con chim, mặc dù là con chim nó nhát thật nhưng mà treo ra là đấu, treo ra là đấu. Và cái gì nó không cần có thời gian, không phải con mọc mà các bạn muốn 1-2 tháng các bạn thuần được, các bác đem đi dạn, các bác đừng có mơ. Tại vì em từng mua rất nhiều con mọc, em từng gột rất nhiều con mọc, nhưng mà để một con mọc ra mà dàn đấu được ít nhất là phải lột bồ lông đường ra và sau 1 năm thì đó là mới lai rai thôi. Còn có những cái con mà các bác cầm mà đôi lúc là trúng những cái con quá kiệt xuất thì có thể là trước trước 1 vài tháng nó có thể nó chơi được, nó chơi ok luôn. Nhưng mà cái tỷ lệ như vậy là nó rất là hiếm, tại vì bây giờ mình đang nói là cái đại trà anh em chung luôn, thì ví dụ toàn quốc thì cả triệu anh em chơi, nhưng mà để có 1-2 bác mà úp clip lên khoe con chim 1 vài tháng thì nó tỷ lệ trên đầu ngón tay như vậy, thì cái xác suất rất là nhỏ, nhưng mà mình nên đang nói đây là cái tỷ lệ lớn, cái xác suất lớn, nên là mình nói cho anh em hiểu hiểu như vậy. Và bây giờ mình đúc kết lại như này để cho anh em hiểu và hình dung ra được nãy giờ mình nói những gì. Thì bây giờ mình gói gọn như thế này: để thuần hóa một con chim mọc thì trước tiên mình tạo được cái mối dạng như là thân thiện với nó, mình siêng cho nó ăn này, mình siêng tiếp xúc với nó này, thì nó sẽ nhân thuần thuần người mình. Thuần là gì? Thuần ở đây có nghĩa là nó không còn sợ con người, không, nó không còn sợ con người và nó phát huy được cái khả năng của nó khi nuôi nhốt bằng mấy cái phần trăm là cao ở ngoài rừng, như vậy gọi là thuần. Chứ không phải thuần con chim là các bạn cầm cái lồng nó không nhảy, mà cầm cái lồng không nhảy treo ra không chơi được thì cái đó chẳng gọi là thuần được. Đó là cái kinh nghiệm như vậy. Mà để thuần con chim không bị tật lỗi thì các bạn bố đi cầu hợp lý như mình chỉ, đừng có xài tới cầu phù. Tại vì khi xài cầu phù mình đi tới một cái nó sẽ bay lên cầu phù và nó sẽ tìm cái phương hướng nó đạo qua đạo về, để nó sẽ rất là bị dễ ngoái. Nếu các bạn treo quá tầm đầu mình đi dưới nó sẽ bay lên, nó sẽ bị ngoái. Các bạn treo vừa ngang với tầm mặt mình, treo ở cái bức tường thẳng như này là ok nhất. Đừng treo ở góc chữ A, đừng treo dưới bông điện,
đường treo cái áo đầu người là nó sẽ hạn chế được những cái tạch lội là như vậy. Còn dùng áo lồng thì phải áo lồng tối, áo lồng mà lúc mà nó nhìn ra là nó không thấy mình, nhưng mà khi mình mở áo nó mới thấy. Còn các bạn xài cái áo lồng mỏng mà nó nhìn ra nó thấy mình đi tới nó hoẹt, nó sẽ bay trong đó và nó sẽ tìm phương hướng và nó sẽ bị ngoáy. Nên là mình chia sẻ cái kinh nghiệm để thuần một con chim như thế nào mà để cho đừng có bị tật lỗi, mà nó sẽ ok hơn là như vậy. Mình thuần thuần như vậy, còn thuần cái gì cũng vậy các bạn ạ, nó cần có thời gian chứ không có cái gì gọi là siêu tốc với cấp bóc thôi. Không có con mọc nào mà nó ngoài rừng mà ở cái môi trường mà đang bay lượn tự do mà các bạn đem về nó trong bỏ trong lồng mà nó thuần 1-2-3 tháng mà nói mà thuần được nó thì không có đâu các bạn. Nên là các bạn chơi cái gì vậy, bất cứ chơi gì vậy, nhất là chơi chim trồng mèo phải cái gì vậy kiên nhẫn và cần thời gian chứ không phải cứ phà là được. Mình kết thúc clip tại đây và hy vọng rằng nó sẽ giúp ích được cho những cái anh em nào đó mới nhập môn vào cái bộ môn này, hoặc là những anh em mà đã chơi lâu rồi nhưng mà chưa có cái kinh nghiệm thuần, mà thuần những con chim ra hay bị tật lỗi, hoặc thuần những con chim ra mà nó không đấu được, không chơi được, thì đó là cái vấn đề mà mình muốn chia sẻ đến anh em. Còn quên nữa, mình muốn nói với các bạn là con mọc thì các bạn chăm chế độ bình thường thôi, nếu như trái cây chủ yếu nó là cám nước trái cây và lâu lâu các bạn cho nó con cào cào gì đấy, thì bây giờ bạn có cho ăn một ngày mập một cào cào thì nó cũng vậy thôi, nó không bao giờ nó phát huy ra được. Nhưng mà để khi nó lột trong rừng, lúc đó các bạn mới chăm vào thế chế độ của một cái con chim gọi là đấu vàng, lúc đó là bắt đầu nó rút lông rừng ra, mình mới tập tành được, giật giãn được. Còn bây giờ các bạn đưa ra thì nó cùng lắm thì nó chỉ thay đổi xíu là nó thôi thôi, nên các bạn không nhất thiết phải để thời gian để chăm những con khác đi vàng. Còn có nhiều bạn cứ bỏ hai con chim sát nhau này thì cái bản lĩnh của nó thì nó bu vào nó cắn cắn nhau chút xíu vậy thôi, chứ không phải là cái đó là gọi là cái thái độ thôi. Chứ đừng bảo là con mọc em 10 ngày lòng 5 người lòng này nọ, nó chỉ được chút xíu thôi, không tin nó đấu tầm 10 phút 15 phút gì đấy là cao tay rồi, đứng hai con sùi hai cục bông thôi. Em mình nói cái đó là cái có cái cơ sở và cái thực tế.